Chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây nó là chiếc Hyundai Grand i10. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến cho quý khách hàng chính sách giá bán cũng như quà tặng của i10 thời điểm giữa tháng 8 dương lịch và đầu tháng 7 âm lịch. Thì thời điểm này thì i10 thực sự là đang được bán mức giá rất là tốt. Một chiếc xe hạng A và ra mắt tại thị trường Việt Nam từ những năm 2013-2014 thì đến thời điểm này cũng là được chục năm rồi. Thì i10 luôn khẳng định được cái thương hiệu trong xe phân khúc hạng A và luôn nằm trong những cái xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam qua các tháng. Thì ở đây em có Hyundai i10 phiên bản số tự động, bản hatchback, bản đủ với mức giá niêm yết đó là 435 triệu. Hiện tại Hyundai Bắc Ninh bên em đang bán với mức giá cho khách hàng đâu đó khoảng 408 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng 435 triệu. Đó là đã bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và những cái phụ kiện bên em tặng kèm cho khách hàng, đó là bộ phim cách nhiệt đấy, bên em bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da. Thì i10 quý khách hàng mua trả thẳng thì sẽ được tặng thêm đó là 1 năm bảo hiểm vật chất. Nếu mà trả góp thì sẽ được hỗ trợ giảm 1,15% lãi suất cho 1 năm đầu tiên. i10 có những cái đặc điểm nổi bật gì thì em cùng chị sẽ đi tìm hiểu. Về phần đầu xe thì i10 được trang bị với lưới tản nhiệt sơn bóng, có hai cụm đèn boomerang dạng LED. Đó đèn định vị rất là cá tính, thời trang và mới của i10. Ở đây thì có đèn sương mù. Đèn sương mù này là đèn halogen, có kiểu chiếu đó là kiểu chiếu projector, thì cho chùm sáng hội tụ giúp cho chiếc xe phá sương rất là tốt trong thời điểm điều kiện đó là trời mưa và có sương mù. Đấy. Phần đèn bóng pha cốt thì được chung một bóng, đó là bóng halogen thì cho chùm sáng. Đây là kiểu chiếu phản xạ đa hướng thì cho chùm sáng rộng thì giúp khách hàng quan sát được tốt hơn khi mà mình đi dưới trời tối. Lắp capo thì cũng được dập nổi những cái đường gân rất là cứng cáp. Về phần la răng thì i10 phiên bản này đã được trang bị la răng 15 inch, vượt trội so với phiên bản cũ và có phần thể thao kèm những công nghệ là cảm biến áp suất lốp, thì giúp cho quý hàng vận hành chiếc xe nó được an toàn hơn khi di chuyển tốc độ cao, và cái lốp nào mà non hay là gì khi mà lốp non thì sẽ cảnh báo trên cái màn hình ở đằng sau vô lăng. Đó. Các cái công nghệ phanh của i10 thời điểm hiện tại thì đã có ABS này, công nghệ trùng buộc cùng phanh ABS, rồi hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phân bổ lực kéo. Và phanh của i10 thì nó có hai phanh trước là phanh đĩa, còn phanh sau thì là phanh tăng trống. Tay nắm cửa của i10 thì được trang bị đó là mạ chrome và có tích hợp những cái nút bấm mở cửa thông minh. Phần gương chậu ngoài thì có thiết kế trẻ trung, kèm xi nhan tích hợp trên gương và có tích hợp công nghệ đó là sấy gương và chỉnh điện gập điện. Vào phần nội thất của i10 thì được trang bị với 3 tông màu, đó là tông màu đen chì đỏ và tông trần thì là trần màu sáng xám, thì giúp chiếc xe có một cái nhìn hài hòa, và màu đen này thì giúp nội thất xe rất là sạch. Đó. Ở phần bệ cửa của người lái thì được tích hợp những cái nút đó là nút mở và khóa gương, cũng như là đóng mở cửa, cũng như là lên xuống kính. Cửa gió điều hòa của i10 thì tích hợp những cái đường viền chỉ đỏ rất là thể thao đó và cá tính. Trên chiếc vô lăng bọc da này thì có những cái công nghệ như là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chế độ chuyển FM, Bluetooth, cũng như là thêm cái công nghệ ga tự động Cruise Control. Đó. Thì một chiếc xe hạng A được trang bị Cruise Control thì cũng là rất là tiên tiến rồi. Và đây là chiếc màn hình hiển thị đó là vòng tua máy, cũng như là màn tốc độ của xe thì được hiển thị trên màn hình LCD này, cực kỳ là chính xác. Về phần màn hình giải trí trung tâm thì i10 được trang bị với màn hình 10 có kích thước là 8 inch,
kèm theo những công nghệ đó là kết nối Bluetooth này, Android Auto, Apple CarPlay, kèm theo cái bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Đó. Phân khúc hạng A cho nên i10 vẫn được trang bị điều hòa chỉnh cơ và có nút đèn nổ start stop. Cần số thì được bọc da sang trọng. Phần ghế da thì cũng được trang bị cho tất cả các ghế. Đó. Thì ghế da là màu đen chỉ đỏ và có cái họa tiết rất phù hợp thì giúp anh chị ngồi ghế da này cảm giác em ngồi rất là êm và nó cũng rất là mềm. Đó. Cùng đến với phần hàng ghế thứ hai. Ở i10 thì có một cái kích thước lớn nhất phân khúc cả về chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Hàng ghế thứ hai của i10 thì có một cái khoảng để chân rất là rộng. Đây anh chị có thể thấy. Với những khách hàng cao khoảng 1m75 đến 1m8 thì vẫn ngồi đằng sau i10 không bị chật đâu ạ. Cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau cũng được tích hợp cho i10 và kèm cái cổng sạc cho thiết bị điện tử cũng như thiết bị kỹ thuật số, rất là tiện lợi. Với độ ngả lưng ghế tốt thì i10 có một cái hàng ghế thứ hai rất là tuyệt vời. Độ ngả lưng ghế tốt này, rộng rãi này, có cửa gió làm mát nhanh này. Đó, và có những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Về phần đuôi xe thì i10 được trang bị với đuôi xe có camera này, camera lùi, hồng ngoại hỗ trợ nhìn đêm và có hai cảm biến cho khách hàng có thể đỗ xe được tiện lợi hơn. Phần cốp của i10 thì rất là rộng tại vì là có kích thước tổng thể rộng nhất phân khúc, cho nên là cốp i10 có một cái thể tích lớn giúp mang được nhiều hành lý cũng như là nhiều những cái hàng hóa nhẹ nhàng mà khách hàng có thể mang theo. Và đặc biệt là i10 có cái tỷ lệ gập ghế hàng ghế thứ hai khoảng 60-40 thì giúp cho quý khách hàng có thể mang được nhiều hành lý cũng như là chở được nhiều hàng hóa hơn khi cần thiết. Tổng quan về i10 với một chiếc xe hạng A lăn bánh khoảng hơn 400 triệu và được tặng kèm bảo hiểm thân vỏ cũng như là tặng phụ kiện lên đến khoảng 10 triệu thì khách hàng có thể liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thì lưu ý giúp em là cái giá này có thể thay đổi theo thời gian, thì anh chị vui lòng liên hệ để cập nhật giá chính xác theo từng thời điểm. Xin chào và hẹn lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.